đang xem video tại kênh youtube nhà gió GBU. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của gia đình Lowrey xuất hiện. Liệu Liner có thể lột được chiếc mặt nạ của hắn hay không? Vị hôn phu lâu nay luôn tha thiết được ở bên cạnh Liner. Cuối cùng lại lựa chọn không cần cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liner đang chăm chú lục tìm tài liệu liên quan tới vụ án đầu độc thái tử. Thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân cô giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì phát hiện một kẻ mặc áo choàng đen thần bí bước ngang qua. Một cảm giác rợn người lập tức truyền tới khắp người Liner. Cô trông thấy, những trang tài liệu bị thiếu đang nằm gọn trong tay người kia. Thấy vậy, Liner không hề do dự mà chạy về phía kẻ áo đen. Có lẽ hắn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện, cô tuyệt đối không thể để hắn ta chạy thoát. Trông thấy Liner tới gần, người kia bình tĩnh lẩm bẩm một câu thần chú. Chỉ nghe cạch một tiếng, giá sách bên cạnh thình lình đổ ập sự việc xảy ra quá đột ngột liner biết chắc mình không thể nào tránh nổi tiếng đổ sập ầm ầm vang lên nhưng cơn đau đớn không chuyển tới theo dự liệu khi liner mở mắt ra thì trông thấy gương mặt lo lắng của ricky em có bị đau ở đâu không thấy liner không sao trái tim căng thẳng của ricky cuối cùng cũng buông lỏng anh thở hát ra một hơi nhưng toàn bộ sự chú ý của liner lúc này lại đang đặt trên người kẻ áo đen kia cô vội vàng chống tay ngồi dậy hướng mắt tìm kiếm kẻ kia nhưng trước mặt đã chẳng còn dấu vết của bất kỳ ai. Giống như toàn bộ những chuyện kia chưa từng xảy ra. Lina đẩy Ricky sang một bên, lớn tiếng nói. Tôi phải nhanh chóng bắt được hắn ta. Vậy là trong sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của Ricky. Lina lao tới bên bệ cửa sổ. Trông thấy vị hôn thê của mình định nhảy xuống dưới. Ricky lớn tiếng ngăn lại. Em đang làm cái gì thế hả? Lina dùng sức, muốn thoát khỏi vòng tay của Ricky. Mau thả tôi ra, tôi không thể để hắn ta trốn thoát được. Thấy Liner mất bình tĩnh như vậy, Ricky lớn tiếng gọi Linerly. Phải biết, ở trong học viện Ricky sẽ không gọi thẳng tên của Liner như vậy. Cách này thực sự hiệu quả. Liner khựng lại, quay qua nhìn anh. Ricky lên tiếng hỏi Liner, "Rốt cuộc em đang nói về người nào? Em đang che giấu cái quái gì vậy?" Cuối cùng Ricky cũng không nhịn được mà nói hết những nỗi băn khoăn trong lòng, từ chuyện Liner giả trang thành Liam để tới học viện, rồi đến chuyện bị ám sát cùng với hoàng thái tử, và gần đây nhất Liam được Seo giúp đỡ để giả trai. Ricky nghiêm túc muốn Lina giải đáp. Vì sao cô lại liều lĩnh làm tất cả những chuyện kia? Đối diện với câu hỏi này của anh, Lina im lặng mặt mặt đi. Ricky mất mắt buông bàn tay đang đặt trên vai Lina ra. Có chút chờ mong, cũng có chút thất vọng hỏi. Em không thể nói cho tôi biết lý do sao. Lẽ nào tôi không đáng tin cậy. Tôi là vị hôn phu của em cơ mà. Nghe thấy Ricky nhắc tới hôn ước, Lina có chút dao động. Cô có nên nói cho Ricky biết không? liệu rằng anh ấy có tin những câu chuyện nghe có vẻ hoang đường kia không thấy liner im lặng không đáp ricky nắm chặt nắm tay lên tiếng hỏi em tin tưởng seo đến vậy sao ngay cả chuyện trong ngày hội kiếm thuật vào ma thuật kia nhưng còn chưa nói hết câu liner đã lên tiếng cắt ngang đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn nghe vậy ricky lặp lại câu hỏi trước đó vậy hãy nói cho tôi biết lý do ricky đặt tay lên vai liner như muốn bao chọn lấy liner để che chở bên người Lina nhìn ánh mắt chân thành của anh. Trong đầu lần nữa vang lên câu hỏi. Cô có thể nói chuyện kia cho Ricky được hay không? Theo như quyết định của hai gia tộc, thì người đàn ông trước mặt này, chính là bạn đời tương lai của cô. Nhưng cuối cùng, Lina bối rối cúi đầu, né tránh ánh mắt của Ricky. Trông thấy bộ dạng này của Lina, Ricky cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Tôi sẽ không giúp em che giấu nữa, bây giờ hãy trở về gia đình Lawrence đi. Ricky nói. Nghe được phải trở về, Lina lập tức cứng rắn từ chối. Chỉ một năm thôi, đó là tất cả những gì tôi cần. Nhưng lần này, Ricky không đồng ý. Tôi không thể tiếp tục dung túng cho sự ngang bướng của em được nữa. Trông thấy thái độ không chịu thỏa hiệp này của Ricky. Lina trực tiếp quay mặt đi. Dùng cách của Liam để đối phó. Lina lạnh lùng nói, tôi sẽ không kết hôn với anh nữa. Lần trước khi Lina dùng cách này, Ricky đã hoảng loạn mà đồng ý với mọi yêu cầu của cô. Nhưng lần này không giống vậy, nỗi buồn tràn ngập trong ánh mắt của anh, sau khi nghe được những lời kia. Nhưng anh lại lên tiếng, đồng ý với Lina. Tôi thả không kết hôn, còn hơn để Lina Lee gặp nguy hiểm. Lina như không tin vào tay mình, kinh ngạc nhìn về phía Ricky. Ricky trịnh trọng tuyên bố, tôi không muốn cuộc hôn nhân này. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.